Đêm chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 sau các phần thi đầy mãn nhãn ở vòng chung khảo. 22 tháng 7 này tại Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Ấn tượng, độc đáo, hấp dẫn. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, đêm chung kết hứa hẹn đem lại cho hàng ngàn khán giả tại thành phố Quy Nhơn hoàn toàn trái ngập bởi không khí sôi động, đầy sắc màu cùng với những màn trình diễn đỉnh cao. Những người dẫn chương trình nổi tiếng, MC Danh Tùng, Á hậu Phương Anh, Á hậu Thủy Vân, Á hậu Ngọc Hằng, MC Nam Linh, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, ca sĩ Quang Dũng, ca sĩ Hiền Thục, ca sĩ Đông Nhi, ca sĩ Võ Hà Trâm, ca sĩ Lona. Những nhà thiết kế tài ba cùng những bộ trang phục đầy ấn tượng. Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, nhà thiết kế Việt Hùng, nhà thiết kế Thiên Cầm. Được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ai sẽ là chủ nhân của chiếc vương miện danh giá? Tất cả sẽ có trong đêm chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 được diễn ra tại Maryland Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2023 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 là truyền hình Việt Nam cùng các kênh fanpage của Miss World Việt Nam, Bob, Thế Anh 28, YouTube Sen Vàng TV, Bob, TikTok Miss World Việt Nam. Hãy cùng chờ đón!